chào cả nhà. Rồi em xin chào cả nhà nha. Hôm nay cuối tuần chị Hương được nghỉ. Giờ nghỉ lễ luôn rồi. Bước rồi ngày mai cũng nghỉ luôn à? Mai em chín dậy được nghỉ sớm á. Mai năm á. Chứ mấy công ty kia còn làm á. Cá lóc này cái đầu mình sẽ nấu canh với rau dền, còn cái này thì mình sẽ muối chiên. Cái này thì là gan với tép. Món này là món danh bất hư truyền của mẹ. Cái gì mà không biết ăn gì cái là ý hai con có chín gần nè. Ờ vậy ta hai cái. Ừ hai cái. Cái gần đẻ cái mới tượng. Mà nó sao nó ú quá. Tốt. Thấy ngon. Mình trồng sao chưa thấy nữa. Nó đang lên. Nó tắm vỏ nó giờ không có miếng rau nào nha. Không có rau. Phải rau chợ không. Nhưng mà canh trồng tắm vỏ thì bình thường đâu có ăn. Còn nếu mà trời trồng bình thường cái nó ăn xong cái mình nhổ lên cái trồng lại thì đâu kịp. Giờ đang trồng mấy con nhỏ hả? Giờ đang trồng con nhỏ mới lú 2-3 lá. Mà nắng không gài quá nó lên không nổi luôn. Tưới một ngày hai giác vậy mà không nổi với ông trời luôn á. Mà cỏ nó. Mà cỏ thì lên. Cỏ lên bằng mấy hạt chập rồi. Sức mà công nhận khen cái là đang vậy lỡ má anh rướm máu luôn á. Vậy mà sức cái khu queo liền luôn. Sao ai cũng bị dân con có bị đâu. Có ra đâu. Có dầm đất đâu vậy. Trời ơi không có dầm, em dầm xi măng đâu không chứ không dầm bà đất đồ. Bà chính cũng dữ luôn. Em da nó bị dày quá, phơi nắng với nó dày rồi. Trời bữa hổm phơi nắng mà áo làm chán cái miếng trước á. Áo nó ướt xong cái nó dính vô da, cái nắng nó dọp da, chốc da luôn. Chốc da lưng luôn á. Thằng gì tiếng. Tao thấy không? Quăng vậy, một như hổm hổm con vậy. Thì đó. Mồ hôi ra xong nó dính áo dính vô trong cái lưng á, xong cái nắng trên nó chiếu xuống tự nhiên em gờ da nó láng nó ngộ ngộ và bữa sau nó bông lên như là gắn lột da. Xào đậu kiểu gì em? Kiểu mới. Chắc vậy nó gứt đậu gứt hột hết rồi. Anh thấy nó rớt đâu? Rớt một hai hột à. Thì một trái vậy nó gứt một hai hột thì đó, nãy giờ nó rớt một hai hột nha. Gái trên Sài Gòn á là đem qua cho mẹ ăn keo, cho mẹ ăn keo á. Rồi cái rồi cái nói bây giờ bà chỉ bà qua bà chỉ coi sao cái gì thắng không được. Cái bà đứng đây nè, hồi đó biết còn đó đó. Bà đứng bà chỉ. Con cũng có biết thắng đâu, học của bà đó. Cũng nhiều người học tại vì chút vậy chứ thắng hồi được hồi không nha. Dạ dạ quá, rồi bỏ thắng hồi được rồi. Bà con coi có nãy giờ mỗi lần ăn mỗi lần mượn. Bà biết mẹ đang thắng á hả? Ừ. Coi ạ. À. Cái nhà có ai có muốn nhu cầu sử dụng nước màu mà làm biến thắng á hoặc là không biết thắng á thì có thể ủng hộ mẹ mình nước màu cô Tư, nước màu thốt nốt nha. Ủng hộ mình có công ăn việc làm đây. Tết giờ chưa bán được hũ nước màu nào hết. Ừ. Được không? Đừng hũ. Con hủ mà biết chừng nào mà để có tiền trần. Hồi trước Tết thì gậu mọi người mua nhiều xong rồi. Hồi trước cái, Tết đang ăn. Tết đang còn mua nhiều còn. Lắm, nó mua nhiều đang còn á. Ừ thì còn đó. Xài lâu lắm mình đừng thắng còn xài lâu. Hủ như vậy 30.000. Bạn của mẹ nó có 30.000 mua vậy ngon hơn, khỏi có bị hôi. Hủ như vậy là 220g. Rồi để tép vô. Như vậy là gan tới cạn nước. Cạn nước rồi để đường vô là xong.
ngoài áo ngọt ngọt, trong mặn mặn ngon lắm. Đậu này không khỏi gần ấy nó cũng xanh rồi. Vậy hả? Ừ. Mà ta chỉ vậy đó, không biết người ta chỉ vậy khi làm thử đây. Em sờ thẳng nó cũng xanh. Ngán một xíu mình xào nó nhanh hơn nè. Ừ, vậy nhanh hơn nè. Chỉ cần thấm gia vị rồi được rồi, không cần phải xào lâu. Trời này mà đợi nấu rồi cơm xong no rồi. Uống nước no. No thiệt chứ không giỡn. Mà xào này nhìn nó bóng nè. Bóng nè, nó xanh, nó mướt. Để thử chứ. Cái cà rốt này cũng luộc luôn á. Cho nó chín luôn. Nó nên gia vị vô cái xào cho nó gáo lên nhưng mà xong thấm rồi. Rồi mở lửa. Mở lửa chứ không dám để lên lửa. Thấy nó dễ cháy quá. Còn tính thấy chốt lên nó núp à. Đâu? Đó, núp màu. Đi chốt công an mà lúc nữa mà ngay đó luôn. Vậy hả? Chốt nữa. Chốt nữa. Ông đi chốt nó, lửa lửa mắc cười đi đường tắt. Rồi sao? Rồi ngay rồi lặng. Lại đi chơi cái đường này đây nè. Tính đi thẳng vô có đường đi ra dạ đi chút có chệch không có đường. Không có đường cùng nó không có đường ra đi chơi cho biết đi. Sao kìa? Dạ, bảo kìa. Sao kìa? Kìa đã rồi, hỏi rồi. Vậy hả? Trời ơi, vậy giỏi đó. Điếm. Con điếm mấy người kia nè. Điếm coi. Điếm nhiêu người? À, bánh lăng. À, bánh lăng cho mèo. Tao trời ơi, nuôi chó mèo gì mà cưng dữ vậy trời. Cho ăn à. Như người ta luôn á. Ừ, nó mới khôn. Điếm bán luôn vậy. Điếm được không? Cái này là gà, cái này là gà, thịt gà, cái bí, gan heo, xay làm pate, xong rồi mỗi lần xay vậy rồi mà bỏ tủ lạnh ăn dần. Vô hộp à hả? Để hộp. Ờ, chắc vô lấy cái hộp gì? Cái hộp mà đựng bắp đào. Để trong ngăn đá. Ở đâu? Cái, trong như chiều ăn là sáng lấy xuống, sáng ăn là tối lấy xuống. Tại biến sao không còn ở trong tủ mấy hộp. Nên người ta ăn cũng được nữa mà Tư. Được. Được. Ngon mà. Bỏ miếng đá miếng sữa vô. Trời ơi con Hương nghe luộc cá gòi ăn. Cái nó ngồi lấy cái miếng sụm á, sụm á. Ngồi ăn. Trời ngon chứ bỏ mình làm chặt thôi mà. Để tôi làm chặt. Trời này là khỏi cần phải hâm đồ ăn đó. Để đây là tự nóng. Nóng nổi luôn là cơm để. Mà quần áo mà giấc chiều mà mình đi máng xào đi. Rồi lấy đi tắm rồi trời nó nóng. Đồ quá mà nó nóng á. Cũng nói gì. Rồi không vừa. Vừa chứ, kéo ra đâu. À, cũng giữ rồi quay. Mắm luôn nè quay. Rồi mà cả nhà cũng ăn bữa cơm với gia đình nha. Mà cả nhà dùng rồi, cơm. Rồi xong rồi cả nhà dùng cơm. Cả nhà dùng cơm. Rồi ăn chén rồi nha. Hết cơm rồi. Ừ. Gì là trời. Có cơm.
bới sao cũng đủ ăn. Thiếu thôi hả? Thiếu hả? Cơm ba bốn nồi luôn mà. Nấu thế luôn mà. Trưởng hà hết nè, tao nhường luôn nè. Dễ giàu gì. Mời cả nhà ăn cơm trưa. Này xào chay hả? Ừ. Ngon quá. Rồi, cái này ngọt. Mẹ già cho mẹ ăn trứng ha. Con nấu một cái trứng nổi rồi không có. Nhường lại. Cháu chết luôn á. Lấy bà nội ăn trứng cho con. Con lớn rồi con ăn này không được đâu. Nhà con nhỏ chứ. Con nhỏ ăn này con không được. Con nhỏ con chưa biết. Ăn trứng sao gì nó bụng á. Chế nội ăn. Trời ơi gấp gì quyều quyều không sao ăn. Nè. Gấp rồi gấp thấy cái chọt xong rồi gấp rồi. Thấy chọt 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 luôn. Ừ, đúng như rồi gấp gấp giống dữ vậy trời. Ừ. Nãy cái đó mà chiên cá luôn. Chiên có món chiên ngon. À, ủa. À, lúc tự mẹ chiên luôn á. Nãy uống quên nữa. Chuyện dọn lên thấy nó tiêu. Nóng quá. Để mai ăn. Để dành mai vậy con. Không. Giờ hòa ba đem ra ngoài mà treo ổn lẳng cho nó gáo gáo rồi ăn rồi. Phơi một nắng á. Ừ. Rồi em phơi một nắng. Trời này mà ra chùm miếng cao su đen chùm làm giữa trưa 2 triệu tới ra chùm tới 2 triệu. Cái tiền để anh ta coi. Để liền. Ra chùm đi vô chung liền người lớn đó mà đâu có. Chung trước đi. Người lâu lấy tiền không đi. Lấy tiền không? Lấy tiền. Lấy tiền không chùm hả? Lấy tiền bỏ anh đây mới được. Ừ. Ra chùm đi. Chơi đứa nào cũng khôn hết trơn. Đâu cần điều tra tội phạm gì trời. Lấy cái thùng phi cái để nó chậm cái úp cái thùng phi lại. Không có gì đó. Giờ ra đoạn lá ngọn chút xíu thôi. Càng nhiều phút thôi. Được cái đó được. Không à. Không lá được nha. Còn lá chùm cao su không được. Cái nắng chỉ đen thôi chứ không sao. Không bao. Chùm cao su rồi. Đâu có ngọt. Cao su gần 5 phút rồi. Hồi đó nhà còn nhà lá chồng. Cái chiếc xe tải chở cá. Đó chú Bảy vô cá. Về đậu 12 giờ trưa. Lúc đó truyền hình đang hát, đang thời sự. Trong nhà mới ăn cơm xong bắt thời sự. Mẹ ngồi coi giống đó. Cái con nhảy vô trong cabin xe tải. Cái xui cái là cái lẫy mở cửa nó bên tài nó bị hư. Trời ơi giống nhốt 15 phút đồng hồ. Ôi mẹ em hơi con đó mà không ai ở nhà giống như chết. Con chết trong đó luôn rồi đó. Rồi có ai nhà? Mẹ ở nhà mẹ ra mẹ mở đó không nhớ. Nó quên rồi. À phải rồi nhớ. Thái. Thái lên xe. Bên tài bên ghế phụ thì nó mở được mà nó đâu biết. Nó bên tài ra cảm được. Nó nhỏ mà phải không? Nó cũng cỡ bự hơn tính à. Mà mình là nhanh ghê. Cái dĩa bên này á. Thực tế bất chính gì ạ? Không ở 7x8 à. Nhưng mà 89. Lỡ chồm mình chồm luôn. Em mười mấy tuổi rồi. Ừ. Mười mấy giờ trưa luôn. Mỗi ra một cái mồ hôi mẹ mồ hôi con gì đó. Không ai ở nhà bỏ chổng hồi đó. Là đi luôn á. Không có ai ở nhà là chết nhất nữa. Chết thiệt đó, không chơi đâu. Rồi ngập thở. Gì khóc ra làng hết gì. Chứ sao mẹ biết. Là làng ra đập hình hình đưa cái mỏ vô trong cái ấy á. Là chứ trong cách âm đâu có nghe. Mà thêm trong truyền hình nát cầm sùm nữa. Chắc là nghe chứ. Không nghe. Truyền hình ở trong. Truyền hình ở trong nó ấy. Đập nó nhúc nhích chiếc xe. Đập á. Truyền hình ở trong hát rồi nó đợi truyền hình mà chỉ phút mà im không? Im á. Mà đợi gì nó la hoài la khang phòng mà. Hai mày sao rồi đắt nó